Sáng ngày 19 tháng 11, tại Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp phát triển giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023. Giải thưởng do Hội Nhà báo Thành phố phối hợp với tạp chí Giáo dục Thành phố tổ chức. Theo đó, giải nhất thuộc về tác phẩm Thành phố Hồ Chí Minh qua 20 năm xây dựng trường, mở lớp của tác giả Lê Quang Huy, Nguyễn Tấn Thu Tâm, báo Sài Gòn Giải Phóng. Hai giải nhì thuộc về tác phẩm Mập mờ tuyển sinh liên thông cao đẳng đại học của tác giả Huế Xuân Huy Lân, báo Người Lao Động, và tuyến bài Thiếu giáo viên của tác giả Trần Ngọc Quý, báo Tuổi Trẻ. Các giải ba khuyến khích được trao cho các tác phẩm của các tác giả thuộc các cơ quan báo chí, truyền hình như tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, báo Nhân dân, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, báo Điện tử Chính phủ, truyền hình Quốc hội Việt Nam.